mận đê các tình yêu ơi, một nhà mận Mộc Châu em chỉ có mận đấy nha. Biệt mận này. Cường tải nhiều tin đấy Cường. Mận đi, mận đi. Mận đi. Hello cả nhà yêu. Chào Yến Bìm nha. Chào Lan Luân nha. Hello các tình yêu. Mận đây, mận đây. Mộc Châu không gì ngoài mận nha. Này. Hàng chất lượng cao chưa? Mấy chục tấn. Mấy chục tấn. Mận này mận ngon thế cô, ngon lắm này. Ôi giời ơi, không gì ngoài mận nhá, mận là biển nhá, mận nhá. Này đóng đi miền Nam Sài Gòn nhá. Hên ơi có tình yêu này. Mận nhá. Biển mận chưa? Biển mận chưa? Bao nhiêu à? Nhiều loại cháu ơi. Loại xô, loại xô, loại chọn, loại ngố. Đấy. Công nhân này đang ngồi đây. Nhặt cho kỹ vào. Nhặt cho kỹ vào nhá. Hả? Hello Văn. Nứt cho nứt. Mận tại góc đây, mận tại góc đây. Hai. Mận tại góc đây. Này. Này. Này là mang đi vào các nơi nha, đi vận chuyển các nơi nha. Không qua trung gian nha. Không qua trung gian nha. Đấy, không qua trung gian nha. Ngon Nguyễn Mạnh Cường, ngon chứ. Mận này là không qua trung gian nha. Buôn tận gốc bán tận ngọn nha. Ngon quá chị ơi, ngắm Nguyễn Minh Thu nha. Cảm ơn Phạm Vân nha, Vân lên lên đây. Ngồi nuốt nước giải à. À, nuốt nước giải à. Xanh tươi tốt nha. Tươi đô giá, này xe đang bốc. Đây là mẫu hàng rồi này. Ngon quá, hu hu, ngon quá. Thèm. Hello cả nhà yêu. Mận đây, mận đây. À, qua chị cho chị Linh nhìn ngon à. Sáng nay anh nhận được rồi, Linh nhận được rồi. Bình à, Bình ơi. Bình ơi, mận ngon không, Bình ơi. Ở chỗ nào Mộc Châu mà nhiều đấy ô. Nó đã đất mận mà. Đất mận thì quá nhiều luôn. Thèm lắm à. Ngập răng. Mời cả nhà nhá. Ngập răng. À.
Có chứ. Mà này đóng đi Sài Gòn. Đóng Sài Gòn. Ừ. Cân rồi bà. Ừ. Cân rồi. À. Rồi. Nhiều mà. Đóng cho sao, đóng kẹp cho kỹ vào. Con quá. Quả to lắm. Quả rất to. Đây là quả trung bình, đây là hàng bình thường. Hàng này bình thường. Nó nhiều loại lắm. Nó nhiều loại lắm. Đây, hàng này. Này không qua trung gian đâu nhá. Hàng là không qua trung gian nhá. À, không qua trung gian đâu nhá. Nó đã đất mận mà. Không qua trung gian. Mận đổ như núi này. Ok, cảm ơn Nhím Xu nhá. Nhặt nhặt cho kỹ vào nhá. Hả? Ừ. Cái quả kia kìa, nhặt. Ok, ok, cả nhà yêu. Đấy, mận, biển mận này. Đây là gọi là không qua trung gian, không qua trung gian. Gọi là nhập tận gốc và xuất tận ngọn luôn nha. Ê ơi, ui, mê thật. Hello tình yêu. Tình yêu ơi. Ôi dồi, cái này quả mận ngố to đấy. Quả to quả nhỏ nhiều thế. Ok, cảm ơn bạn Thảo Minh Hồ. Mận to cắn ngập răng. Đúng thế thật. Này. Phấn này. Đấy, phấn này. Đấy. Đấy, kinh không? Quả mận kinh không? Đây, thùng mận kinh không? Quả to đùng này. Nhìn đã lắm, tình yêu ơi. Tình yêu ơi. Nhìn đã lắm, tình yêu ạ. Nhìn đã lắm. Nhìn phê lắm, tình yêu ạ. Ờ, hôm nào lên đây. Sáng nay gửi cho Minh Thối một thùng ngon phấn. Ngập răng. Cắn ngập răng vào đây. Tình yêu ơi, cắn ngập răng này. Chào tâm đoàn nha. Xuất đi mấy chục tấn. Xuất đi 30-40 tấn. Không cười lẻ không? Linh ơi! Linh! Chị đang ở núi Mận này Linh ơi. Linh Tối ơi! Mận chỉ gửi về ngon không? Em gái Thùy Linh. Ngon không? Quá ngon đúng không? Còn núi mận này Minh Linh ơi. Này nhặt quả to ra quả to quả nhỏ ra nào. Xô ra xô em nhỉ. Đây này, đây là hàng đầu này. Đây là mận ngố nha.
Mật Mộc Châu là ngon có tiếng rồi. Đấy, này. Em thèm á. Nhìn ngon quá, ngon chứ. Đây, đây. Hai mươi ba người đóng mận. Mận ngon quá chị yêu à. Mận ngon, sữa chua ngon, thịt sấy ngon, lạp sườn ngon. Cái gì ngon là gửi về cho con em hết. Cố gắng ăn uống vào, giữ gìn sức khỏe nhá. Chị em mình còn phải lo kiếm tiền, không đi lo kiếm chuyện em ạ. Mình là đang đóng đi Sài Gòn nhá. Nhìn thích quá à. Chào Tiên Hà Nam, ok cảm ơn. Chị đang ở nhà nghỉ ở gần công đảo Ngọc Xanh. Hai chị nhé, số điện thoại. Hello, tí em mới đăng. Em mới đăng à? Tí em mới đăng à? Nào thì thịt sấy à? À nào thì xúc xích à? Nào thì sữa chua à? Nào thì mật à? Đăng lên đi không, chúng nó lại bảo chị em mình mẹ mày cãi nhau. Mình thời gian mình phải đi kiếm tiền, nhưng phải đi kiếm chuyện em ạ. Chào Tiên Duyên. Hello cả nhà yêu. Mua đi bán lại. Mận này là hiện tại là đang cân là hàng đẹp. Hàng ngố to nhất ý, là 50, 30, 20, 20 và 10 cũng có nhiều lắm. 4-5 loại cơ. 4-5 loại. Chúng nó còn bỏ tiền thuê. Đúng rồi. Bỏ tiền cho thuê. Thịt mẹ mày nhục thế. Bút lót. Mua chuộc, mua chuộc. Mất 10 triệu. Mua chuộc mất 10 triệu cho thằng Khánh Sky nó chửi chị. Nhục thế. Ngon quá Việt anh Việt, ok cả nhà yêu. Mình không thời gian đâu mà đi cãi nhau với cái bọn nó. Mình phải đi kiếm tiền. Mặn ngon lắm cả nhà yêu ơi. Mỗi thùng này là một yến nha cả nhà nha. Đảm bảo luôn. Thùng xốp này, mỗi một thùng xốp này là một yến. Về đến nơi vẫn còn nguyên phấn. Đúng rồi em gái ạ. Anh xin mấy quả. Đấy, bận này sướng không? Không, Sài Gòn, Đắk Lắk, miền Nam. Nói chung là gửi đi các tỉnh đấy. Các tỉnh, mận này. Mận là bạt ngàn này, mận là bạt ngàn này. Phấn còn nguyên nha. Ở tại chỗ là vẫn phấn còn nguyên nha. Này. Công nhân đây nhặt đây ra từng loại một đây, loại to ra loại to đây, loại xô ra loại xô đây. Đấy, nhặt chỗ này mấy chục tấn đấy, mấy chục tấn mận đấy, không phải gì đâu mận đấy nha. Tôi nuôi cả nhà nhiều đấy. Con này rất rộng, cân đúng đủ một yến vào nhá, cho đủ một yến, chuẩn một yến rồi. Ừ, cứ đủ một yến, đừng có thừa đừng có thiếu nhá. Tặng cho vài ký chị ơi, ai lên Mộc Châu à, mình cho vào tận bãi luôn, cho vào tận điểm đóng mật luôn đây này, để vào mà thưởng thức cái này. Ôi mật này, quả mật néo này to nhúng như nhà năm đấm.
Không có mật nào, đây này, phấn ngọt nguyên này, không có mật nào bằng mật Bản Ôn hết. Mật Bản Ôn là nổi tiếng. Mật Bản Ôn là nổi tiếng. Khổ thân em Lâm, em Đoàn, lên ngày hôm kia, lên đúng vào ngày mưa, không đi vào trải nghiệm vườn mật được. Hiệp và má, hello các tình yêu. Ôi dồi, bao nhiêu một cân á? Mận năm nay được mùa. Không được mùa ra nhưng mất mùa anh ạ. Không được mùa, mất mùa. Cắm ngập răng luôn. Cắm ngập răng. Mận đá thật, to lắm. Ở trong màn hình nó thế thôi. Ngoài có đùng. Chào thủy tốt nha. Anh chào anh Đào Văn Dung nha. Quá to lắm đấy nhà này. Quả mần to. To đùng luôn. Mần to đùng này. Cắm ngập răng này mình Linh ạ. Nhìn quả mận sướng luôn, cắm ngập răng. Vâng ạ, ok anh. Năm nay không đóng ở trên 82 anh ạ. Đây là mận này trong Bản Ôn anh ạ. Em ăn ba quả này mà no. Cảm ơn Trinh Nợ nha. Hello cả nhà yêu, chúc cả nhà yêu buổi trưa vui vẻ nha. Cắm ngập răng. Ngon quá. Mộc Châu là đất mận mà. Mộc Châu là đất mận. Mận này tại đây 50. Quả mận như là tại đây 50. 50.000 cân. Nhìn ngon quá. Mận này là 50 nhá. Quả to đùng. Hello Vũ Trang Nhung. Cắn ngập răng luôn. Chào lắng trong em nhá. Ngập cả răng. Ngập cả răng. 50k tại vườn. Ngập cả răng. Hello Hậu Gia Lai. Các quả này chỉ có gọi là mười mấy quả một cân. Khẳng định mười mấy quả một cân. To. Chào Liên Thịnh, hello cả nhà yêu. Ok, chị cảm ơn Hậu Đa Lai. Cảm ơn Nguyễn ạ, anh Tú nha.
Cảm ơn Thủy Nguyễn nha. Cảm ơn Thủy Nguyễn nha. Ok cả nhà yêu. Cảm ơn Minh Anh nha. Xin em mấy cân nặng. Thật ra là chị không có thời gian để ship mấy cân đâu em ơi. Còn lên Mộc Châu đi chơi thì chị đưa vào đây đi chơi. Trải nghiệm mận đây. Đất mận đây. Đấy, mận Mộc Châu thì mận bản hôn thì không phải nghĩ luôn. Đấy. Quán em này em mới cân nhực nhiều lắm. Đây này. Này, có mận này sơ cho. Đây. Đây. Bà chủ đây này. Đấy, bà chủ đây. Bà chủ đây. Bà chủ này rất là giỏi này. Rất là giỏi. Đấy. Này. Ôi ôi. Sao cái mật kiểu này? Hả? À, sao có quả mật kiểu này? Như quả táo này. Như quả táo luôn. Như quả táo luôn. Sao? Ôi. Ôi dồi ôi. Xuống đây. Chưa? Ôi dồi, Linh ơi này, Linh ơi. Quả mận gì mà dã man như này. Quả mận này dã man như này. Ôi. Lâm Đại Việt. Trương Bằng ơi. Hôm nay không có người làm đâu. Hả? Gì đây à? Ờ, chào người đẹp, xem nào mặt này. Mặt này rắn nhỉ, cứng nhỉ. Đấy. Mặt này mặn toàn phấn này. Đấy. Cắt nốt thùng này đi. Cắt đem nó luôn đi. Đấy. Sao về muộn đấy? Hả? Thế á, ở dưới hùm đấy à? Vẫn là cái hùm đấy. Chịu khó thế. Chào em ơi. Chào em. Ôi, em xuất đi hàng mấy chục tấn chứ không không gửi lẻ tẻ mà 20-30 cân cả nhà thông cảm nhá. Đây là điểm của nhà em Huyền. Em Huyền tiếp. Huyền tiếp điểm đóng mắt. Nhà em ở gần nhà thờ Mộc Châu chị ơi. Nhà em ở gần này đấy. Ở gần chỗ gọi là thờ chúa đấy. Có. Cách ở đây mấy trăm mét thôi. Nhà chùa đấy bên cạnh Mừng Thanh đấy. Em ngay đấy mà. Nhìn mê quá à đây. Cứ mỗi thùng này là... Sao cái thùng này quả mận xấu đấy. Xanh đấy. Một thùng mận này xấu đấy. Thịnh ơi, lên Mộc Châu chị đây, mặn này, Thịnh ơi, à, Nguyễn Thiệp ơi, hôm qua em lên là mưa, là chị không cho vào trong điểm cân mặn này, vì mưa người ta không chạy, bạt ngàn luôn, mày, ok, mày gửi cho chị địa chỉ đi Thịnh ơi, đưa chị số điện thoại gửi địa chỉ đây, chị gửi mặn về cho. Lúc em gọi nói chuyện với chị là chị đang đi vào đây. Mà không thì lên thẳng đấy luôn đi. Lên thẳng luôn đây. Thì mẹ là trèo tận cây luôn. Đấy. Lên thẳng đây trèo tận cây. Ra tận cây bích luôn em ơi. Qua bọn Điệp cả bọn Lâm lên nhưng mà lại dính vào mưa.
Dính vào mưa đây là này. Dính vào mưa đây là này không không đi hái mận được. Ra cầm mùi. Có một tùng vào trong của thằng kia cân cho nó. Nó bị buồn quá. Đúng rồi. Số thì mẹ đéo được lên. Hái mận đây này. Mận đây. Bạt ngàn chưa. Đất mận này. Bác chào Tuấn nha, bác chào Minh Tuấn nha. Đến đúng vào cái ngày mẹ mày mưa cả ngày em ạ. Hello Hùng, Hùng ơi. Quá trình gửi cho anh Thắng ít mận về, mang về anh hôm sau anh ở Điện Biên mới về em ạ. Đúng rồi. Chuẩn lên Mộc Châu là chủ yếu là đi hái mận. Lên Mộc Châu mẹ thì mưa không đi được thì nói chuyện gì. Bác đang ở trong bản hôn con ơi. Ô, mận không ngọt thì gọi gì là mận. Mận bây giờ tầm này còn không ngọt thì mận gì. Chào Lan Hương. Cứ một cái thùng xốp này là 10 cân. 10 cân. Đống này là đống mật là đống này là giá khác nhá. Và đống này là giá khác nhá. Đấy, nó nhiều giá lắm, nó nhiều loại lắm. Đấy. Và đống này là giá khác nhá. Tại sao là phải để đổ từng đống một? Để đánh ra từng loại. Hiểu không? Đấy. Ôi trời ơi, đã bảo là từng giá một mà em. To thì tiền to, nhỏ tiền nhỏ mà. Ủa cả nhà đoán chỗ này là bao nhiêu tấn? Mấy chục tấn. Ở nhà đó đã bao nhiêu tiền một ngày? Hà giá loại to nhất 50.000 một cân, loại to nhất. Ngon lắm, ngon mà Tiến, ngon cực kỳ luôn. Đấy, cứ chở bằng cái thùng này nó không mất phấn này. Đấy. Cái thùng này đẹp này Huyền nhỉ? Thùng này đẹp nhỉ? Hả? Biết mà. Thì à? Đây cả nhà ấy, nhìn quả mận này cả nhà. Này quả mận này. Đúng là như quả táo luôn này. Sướng chưa? Ngọt mà em. Thật. Mận bản ôn mà còn không ngon thì chả có mận nào ngon. Đấy. To to kinh khủng. To vai trưởng luôn. Cả nắm. Nghe lực cả nhà. Mật, lúc nào mật bát ngàn này. Bát ngát này. Mật. Đỏ âu này. Đống này đỏ âu này. Biển mật, biển mật, sao chưa? Biển mật chưa? Ồ, thế này trong ở đây là
ở đây là trong bản Hôn, điểm này là điểm của nhà em Thị Tít. Mỗi ngày là cân được gọi là 40-50 tấn. Bạn Mộc Châu mà. Hello chị Nguyễn Hương Lý ơi, chị gái ơi, chị ở bến xe chỗ nào? Chị có ở Hà Nam ở gần bến xe nào chị gái ơi? Chị gái, chị Lý ơi, gửi số điện thoại với là gửi từ bến xe đi để em gửi về cho chị. Ngon không? Một 120 cân. Vo 120. Xem chị đoán có đúng không? Ôi trời ơi, mẹ 140. 139, 138. 138. Dạ vâng chị. 120 là lãi đấy chị nhỉ. Nhấc cái sọt lên. Không, nó này dập cái quả. Không em ơi, chỉ có thời gian đâu mà gửi 10 cân. Toàn đóng gửi đi là mấy chục tấn làm gì có thời gian mà gửi 10 cân em. Chỉ có chân tình thì thôi thì là gửi làm quà đấy chứ còn ai đi bán lẻ. Ừ em, có dẫn trở đến mà. Thùng này quả to thật sự. Thùng này nó chắc là mận già nhỉ Huyền nhỉ. Nó mới có quả này đúng không? Ngon lắm. Ngọt lừ, bây giờ ăn thì ngọt lắm. Vân Đình em mận ngon quá à. Mận ngon lắm, ngọt lắm. Hoàng Mạnh Tú ơi. Anh đang ngóa quê ngoại đấy em. Điểm này là một ngày là cân được 50-60 tấn nhá. Đấy. Đấy. Đây là bà chủ nhá. Bà chủ nhá, rất chịu khó nhá. Mùa nào thức đấy nhá. Con ông chăm chỉ nhá. Đấy. Bà chủ này không kia cái gì cả. Cái gì làm? Mặt đá đời chưa? Sướng. Sướng quá. Cắn ngập răng luôn. Tuyệt vời. Đông đấy. Đông công nhân làm. Hơn 20 người. 81 người à? À vừa lấy cả một đám đàn ông ngồi ăn cơm ở trong nhà đúng không? Nhiều lắm, nhiều mận lắm. Mận là đất Mộc Châu mà. Mộc Châu là đất mận mà. Đừng không có phải làm gì đâu. Ăn tục là phép thôi nhưng mà toàn mồ hôi này. Đấy. Có phải làm gì đâu. Mận không phải nhặt, đóng không phải đóng. Không phải làm gì. Chỉ nói chuyện với mọi người thôi mà này, mồ hôi này. Hello đoàn ơi. Đoàn ơi, hôm qua lên thì không đưa đoàn đi ra chỗ mặt được. Tiếc quá. Vào lúc mưa.
Này nhìn này Loan này. Vợ chồng em cả vợ chồng Lâm đen quá. Lên vào lúc mưa không đi ra trải nghiệm mận được. Cảm ơn người Thành nha, cảm ơn đoàn Phạm nha. Em á? Em làm chị chảy nước miếng à? Chảy nước miếng thì là ngày kia ăn bù nhá chị yêu nhá. Ngày kia ăn bù nhá. Ngày mai ăn bù nhá. Mai em gửi về cho chị yêu. Chào Mi Hương, hello cả nhà yêu. Biển mất, biển mất. Biển mất. Không có thời gian để gửi đâu cả nhà ơi. Một chục cân, hai chục cân, ba chục cân. Mình không có thời gian để gửi đâu. Mình không phải đi bán mận lẻ đâu nha. Những người là người mình yêu quý thì mình gửi về làm quà thôi nha. Còn nó là khi đổ từng là xuất bằng mấy chục tấn một nha. Các cái đầu mối nha. Cho mọi người biết là đất mận ở Mộc Châu nhà Thảo đây. Đất mận Mộc Châu nhà Thảo đây. Thích tưởng chưa? Đấy. Này thôi nhưng bên ngoài nhìn ngon lắm. Vẫn còn nguyên này. Không làm gì mà toát mồ hôi. Toát mồ hôi này. Mồ hôi này. Ngày nào điểm này cũng cân... cân mang đi hàng mấy chục tấn ấy. Đấy. Bà chủ đấy, bà chủ con ấy. Giỏi lắm. Nhiều rồi. Em đã mua nhiều loại, loại to, loại nhỏ, loại nhớ nhớ. Ai ăn loại nào là cân loại đấy. À, xe ten à? Chị không. Chị có bộ dao xây nhưng chị không thích mặc. Mặc bộ chống cháy này cắt cọc tay em ạ. Bộ chống cháy em ạ. Chị có bộ dao xây chị không mặc. Sẽ ten vải nó dày cứng. Thôi nha, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an nha. Hạnh phúc nha. Ngập răng. Ngập răng luôn. Cảm ơn, ngập răng luôn, sợ thật. Không làm gì mà mồ hôi. Đi lau mồ hôi đã.